Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 5 từ câu 21 đến câu 43. Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó, người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-a đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống." Người liền ra đi với ông, một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo của người. Vì bà tự nhủ, tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu. Tức khắc, máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Đức Giêsu thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa?" Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với người vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Tali tha cung", nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta kinh ngạc sững sờ. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn. Gedi Thomas trong tập san Christianity Today ngày 3 tháng 10 năm 1994, ở trang 26 có thuật lại câu chuyện như sau. Khi George Bush đang là phó tổng thống đại diện cho Hoa Kỳ, tại tang lễ của cựu lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev, Bush vô cùng xúc động trước hành động quả quyết âm thầm của quá phụ Brezhnev. Bà đứng bất động bên cạnh quan tài trước khi nó được đóng lại và được khiêng đi bởi những người lính. Bà đã thực hiện một hành động rất dũng cảm của niềm hy vọng. Bà cúi xuống và làm dấu thánh giá trên ngực của chồng. Cử chỉ này được coi là một hành động bất tuân dân sự. Người ta nói rằng vợ của người đàn ông vô thần có quyền lực thế tục đang hy vọng rằng chồng mình tuy đã làm sai, nhưng bà hy vọng rằng sẽ có một cuộc sống khác, và cuộc sống đó được đại diện tốt nhất bởi Chúa Giêsu, Đấng đã chết trên thập giá, và cũng chính Chúa Giêsu có thể thương xót chồng bà. Hai nhân vật mà Tin Mừng hôm nay đề cập đến đã đến gần Chúa Giêsu và cầu xin Ngài cứu giúp. Ông trưởng hội đường nài xin Chúa Giêsu đến đặt tay lên đứa con đang khóc thét của mình, và người phụ nữ muốn Chúa Giêsu chữa cho bà ấy khỏi căn bệnh rong huyết đã kéo dài 12 năm.
động lực nào đã làm cho họ tìm đến với Chúa Giêsu? Đó là niềm hy vọng có một phép màu hay một lời an ủi trong sự phiền não của họ. Chúa Giêsu cho họ sự hy vọng, và nhất là cho những người có hoàn cảnh tuyệt vọng, những điều mà nơi con người không thể can thiệp được, thì niềm hy vọng nơi Chúa có thể thắp lên và hướng họ đến với Thiên Chúa. Ngài đã ban những lời hy vọng này cho họ. Đối với người phụ nữ, Ngài nói: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Chúa Giêsu cũng trao hy vọng thiêng liêng cho một người cha vừa mất đứa con yêu dấu. Ông ta rất can đảm để đến với Chúa Giêsu, ngay cả khi phải nhận sự khinh miệt của hàng xóm và họ hàng của mình. Ngay cả những người được thuê than khóc cũng cười nhạo ông ta, vì sự đau buồn của họ không có bất kỳ niềm hy vọng nào. Nhưng Chúa Giêsu đã chứng minh họ sai. Ngài nắm lấy tay cô bé và giải thoát cô khỏi quyền lực của cái chết. Thánh Phêrô Kim Ngôn, một giáo phụ vào thế kỷ thứ 5, đã nhận xét về phép lạ này như sau: "Người đàn ông này là một viên trưởng hội đường và thông thạo luật. Ông chắc chắn đã đọc rằng, trong khi Thiên Chúa tạo ra tất cả muôn vật muôn loài bằng lời nói của mình, nhưng con người đã được tạo ra bởi bàn tay của Thiên Chúa. Do đó, ông tin tưởng vào Thiên Chúa, tin rằng con gái mình sẽ được tái tạo và phục hồi sự sống bằng chính bàn tay mà ông biết đã tạo ra con gái của ông. Bàn tay đã đặt lên cô để hình thành cô từ hư vô, từ những gì đã bị diệt vong." Vâng, niềm hy vọng là một trong ba nhân đức trụ cho đời sống Kitô hữu. Ta có quyền và nghĩa vụ để tin vào Thiên Chúa, người đã yêu thương và kêu gọi ta đến cuộc sống vĩnh cửu, sẽ không bao giờ bỏ rơi những ai hy vọng vào người. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1813 nói rằng: "Tại bí tích rửa tội, Thiên Chúa gieo vào mỗi Kitô hữu đức trông cậy của niềm hy vọng." Hy vọng mà các Kitô hữu được trao là một món quà thiêng liêng. Đó không phải là một mong muốn nông cạn của con người, nhưng là một niềm tin chắc chắn rằng chính Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để thực hiện. Ân sủng của người kêu gọi chúng ta thực hiện qua những hành động của hy vọng. Trung thực trong lời nói, tin tưởng vào Thiên Chúa, đó là điều Ngài muốn nơi chúng ta. Ngài mời gọi tất cả mọi người để làm cho cuộc sống của họ mạnh mẽ hơn và vui mừng hơn bằng cách không bao giờ ngừng hy vọng vào Ngài. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chạy đến với Chúa với tất cả niềm tin và niềm hy vọng, để chúng con thực sự cảm nếm được hạnh phúc của tin mừng Chúa ban trong suốt cuộc đời của chúng con. Chào một chiều, một tình yêu.
Chúa bao